cây đước bị ngã đổ. Cái này là cây dông bị mục, dạ, chứ không phải bị người ta chặt phá. Đó, cây cối mà tại sao nó ngã đổ liên tục khúc này vậy ta? Nguyên nhân là tại sao? Do người ta đi đào chém chép á quý vị. Người ta đi đục mấy cái thân cây á, rồi nó chết cây nữa. Đó, mấy cái cành, cái nhánh quý vị chặt phá chỉ vì những con chém chép nó đang sống rút trong cái thân cây đước. Quý vị tự tàn phá thiên nhiên thôi. Con chém chép giá trị kinh tế nó không có bao nhiêu, mà quý vị có thể đục banh cái thân cây nó đã mọc hơn 10 năm trời mà quý vị còn phá nó như vậy. Và những cái khí oxy thải ra từ cái cây này, cái trữ lượng oxy từ rừng ngập mặn từ những cái cây này nó giá trị vô cùng cao, còn hơn cả rừng nguyên sinh nữa. Đó là cách mà con người hành xử với thiên nhiên và động vật, nhưng họ lại luôn ao ước rằng được thoát khỏi bệnh tật. Thật sự mà nói, ở Việt Nam này bây giờ chắc chỉ có Tion là người duy nhất không tiêm vaccine mà vẫn có thể sống khỏe mạnh hai mươi mấy năm trời, chưa bệnh tật một ngày. Vì những chú chém chép, thần rừng ổng rất ghét. Mình đã phát hiện được cái cô mặc áo màu đỏ, con cháu vua Thủy Tề đang đánh bắt hải sản đây. Giờ mình xuống sông. Anh em ơi, tới địa điểm rồi. Tìm được cô ấy rồi, cũng hết đường đi rồi. Cô ấy đang tiếp tục kéo lưới cho mình phóng sanh. Nếu mình không phóng sanh thì cô ấy sẽ bán ra chợ cho người ta ăn thịt. Ai là người đang ủng hộ Tion thì phước báo này, giải cứu động vật trong thiên nhiên này dành cho các bạn. Và hôm nay á, không, và hôm nay công đức việc này làm của Tion là hồi hướng cho các hương linh đã mất, là những người đã quen biết Tion, đã nhờ Tion giúp đỡ phóng sanh giải cứu động vật đúng cách, hồi hướng công đức cho những người thân của họ đã mất. Lên đường anh em!